Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Lời đầu tiên thì cho em xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe, có một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp với người thân cũng những câu cũ mọi người. Hôm nay thì sẽ đăng một cái clip ngắn để mà chia sẻ một cái kinh nghiệm nho nhỏ của em về cái việc chơi bonsai, chủ yếu là cho những người mới chơi cây, cho những anh chị em mới chơi cây đăng ký kênh của em. Thì sẵn trước khi làm thì cũng khoe cái gốc sam hương với mọi người, gốc sam hương đỏ quái mọi người. Cái đế cũng khá là quái quái, đế nơm quái quái mọi người. Đang vô chậu để mà nói chung mình không có ép chậu này nuôi lại, nhưng nuôi chậu này em để vô chậu cái bầu to cái này nữa, rồi em nuôi chắc khoảng ngày năm nữa rồi mới đặt tàn, rồi mới ép chậu vô chơi mọi người. Đây là cái đổ mọi người, à, cái đổ đi nôm, nói chung chỉ cần đủ đó rồi. Nói chung bây giờ nó ra đang theo ý tưởng, đang theo cái bài của mình là mọi người, đó lên nó ngọn này, làm ngọn này làm cành ba, cành cành đối trọng nó xong mọi người. Những cái này thì mới vô chậu làm lại vân vân, cái này cũng vô rau vô cải rồi để có rau sạch đang mọi người. Chung công chuyện của lu bu nhiều quá, tranh thủ dọn vườn để mà tết nhất tới nơi rồi mọi người. Đó, bây giờ thì nay sẽ chia sẻ mọi người một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ về việc là khi mình ép chậu như thế nào cho cây nó cố định hiệu quả ở trong cái chậu của mình, nó khỏi bị lung lắc, nó bị gọi là đổ ngã mà nó bị ảnh hưởng tới rễ non này. Đó là cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để mà trao đổi chia sẻ lại cho mọi người. Rồi mọi người xem video mới của em ạ. Rồi, trước mặt mọi người là nhân vật chính của cái video hôm nay, đó là một cây linh sam sông Hinh lá trung, có dáng là dáng siêu, một cành rơi và có cây tử. Nói chung cây này uống cũng chắc cũng 2 năm mấy rồi, bỏ phế nó luôn ở trong cái gốc rồi, cũng không ít chăm sóc, thành ra lúc trước nó là một cây khoảng 30 hoành mà cây to đây 30 hoành, người thấy cái tiết diện này 30 hoành mà để rồi nó chết, để một bên nó thành cây lũa luôn rồi. Nói chung không phải là không có ý định làm lũa mọi người, không ít nói thật là không có định làm lũa, mà lỡ nó chết rồi thì bây giờ làm lũa luôn. Nói chung sức sống rất là mãnh liệt mà nó kéo hẹo rồi, nó kéo hẹo rồi. Nó kéo nguyên cái bìa vỏ này nó cong rồi này, nó mục hơn nửa thân, coi như nó còn khoảng 1/4 thân, 1/4 thân sống bên kia, và cái gỗ nó còn đây này, gỗ mục rượu đó này. Nó mình lấy dao mình chặt sơ chứ em chưa làm lại, coi như giờ em vô chậu em trồng cho nó sống đi, rồi em xé tàn ra. Nói chung tàn này theo cây này cỡ này, tàn theo em cá nhân cỡ này đủ rồi, cành cỡ này là to vừa. Khi mà mình xé chia ra nó sẽ lớn thêm 1-10% nữa thì nó vừa với thân cây. Nó có cây tử đây, cây tử làm luôn vậy. Đế cây này thì hẳn không có đều, cứ thành ra nó chết. Bây giờ quan trọng bây giờ em vô chậu. Cái video hôm nay là cái chia sẻ cách vô chậu một cây, ép chậu một cây như thế nào cho nó đứng vững, nó không bị siêu đổ ngã, để mà có thể mình không cần bê cái chậu, mình nắm cái ngọn cây mình xách đi vẫn được. Đó, ý em chia sẻ cách làm như vậy thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà có thể những anh chị em mới chơi cây thì vấn đề đó cũng cũng sẽ cũng có một chút gì đó mà có thể chưa nắm được, nên em chia sẻ vấn đề như thế. Rồi đó là cái cây em nói mọi người. Rồi thì muốn vô chậu thì mình phải có chậu mọi người. Đây cái chậu này là cái chậu Oval, chậu Oval này của anh chậu Hải Đăng ở ngoài Hà Nội em mua đây mọi người. Nói chung mà ship 4-5 cái gì là mấy trăm ngàn gì lâu quá cũng quên. Cái chậu này nó hơi to so với cây, nhưng mà em định em nuôi luôn, em vừa nuôi vừa chơi luôn, thì làm chậu lớn lớn có gì mình làm tiểu cảnh luôn. Nó thì muốn vô cây một cái chậu thì làm sao mọi người phải có 4 cái lỗ đó. Nói chung không 4 cái lỗ hoặc 4 cái đường gì, miễn sao mọi người xỏ được 2 cọng kẽm lên, 2 cọng kẽm ở đây hả, coi như 4 cọng kẽm nó từ dưới cái đá chậu nó chui lên, để mình cố định cái thân cây bằng 4 cọng kẽm đó. Thì mọi người có thể dùng khoan hoặc khoan, hoặc em dùng máy cắt đi, em cắt cỡ 4 cái, còn 2 lỗ này thoát nước thì mình không dùng. Lúc trước em gài ống kẽm dưới, em chĩa 2 cái cọng kẽm lên thì nó rất là yếu. Bây giờ rút kinh nghiệm làm 2 cách này, làm sao mọi người có được 4 cái cọng kẽm đưa từ dưới đáy cái chậu đưa lên. Đó là cái cách để chúng ta sẽ cố định được cái cây. Đó cái cây này đây, cố định vô. Rồi bây giờ em sẽ quay qua cái công đoạn chính là để chất trồng và đưa kẽm vô để chia sẻ mọi người. Ở đây mọi người, đó như em nói nãy đây, mình làm sao mình có 4 cọng kẽm nó lên khỏi cái mặt chậu khoảng tấc đi. Nói chung dư muốn mình cắt bỏ chứ thiếu nó yếu cây rồi đó, cho nó lòi lên vậy. Xong mình đổ chất đồng vô thì tùy theo dày hay mỏng, tùy theo mình. Nhưng bữa nay em làm cái cây này em sẽ đổ khá là dày để cho nó lúng xuống là vừa mọi người. Em sẽ có thể em cơi thêm một cái lớp V6 khoảng bao nhiêu đây nữa, để mà cái chất đồng thì là hỗn hợp của bụi dừa, rồi trấu sống, rồi một số đất sét mọi người. Nói chung làm ẩm ẩm rồi mình để vô, rồi để có thể làm thêm một lớp đất nữa đắp rêu lên luôn đó. Thì bây giờ em chia sẻ là em sẽ để cái phần này vô cái chậu đó. Đơn giản thôi, là em nói lại là đất sét, nói chung đất sét, rồi bụi dừa, trấu sống và một số ít phân chuồng hoa, là em dùng phân bò mọi người. Nói chung là phân bò phân dê cũng được, miễn sao mà nó cái cây nó tốt thôi. Tại vì phân hữu cơ này rất là
cây vô thì nó ra để non, nó phân hoai thì nó đủ chất dinh dưỡng, là nó hút vô là nó cây nó sung liền rồi. Rút kinh nghiệm mấy lần trước vô chậu mà không có không có dùng phân chuồng thì cây nó không được sung, phải tưới phân hữu cơ là nó sẽ không tốt cho cây. Coi như mình phân chuồng có thể xài trong vòng cả năm nó mới gọi là nó tan hết mọi người đó, cả năm nó mới cần vô phân được nữa. Mình tưới sương sương những cái phân hóa học là có thể là hai vài tháng tới lần, nếu có phân chuồng vài tháng tới lần. Mà còn như không có phân chuồng chỉ gọi là trấu với bụi dừa không thì mọi người khoảng tháng tháng mấy mọi người không thấy không có phân vô thì cái lá nó bắt đầu nó vàng hoặc là nó không không có mẩn. Còn có phân chuồng khoảng 3 tháng mới tưới thêm lần đó. Rồi bây giờ em sẽ vô cái này vô cái chậu rồi em sẽ quay tiếp mọi người xem. Rồi tiếp tục mọi người, đó sau khi em quấn cái bầu V6 em cho cái mặt chất trồng nó ngang mặt chậu rồi em lên một khúc nữa để mà sau này nó mình tưới nó dẻ xuống em cho cái này nó mô lên em làm tiểu cảnh rồi. Nói chung làm giống như cái đồi vậy mày, cái cây mọc lên cái đồi vậy đó, là cho vài con ngựa con hươu con nai nó ăn rảnh cho nó đẹp người đó. Rồi em làm cho nó dày hơn xíu là em phải chặt tấn V6 để tưới nó ra, rồi vẫn có những con kẽm nó ló lên này. Rồi bây giờ mình sẽ cố định gốc cây vào, nó cố định rồi mình lấy kẽm mình cột là xong. Rồi em quay tiếp mọi người xem. Rồi cái cây nó sẽ được cố định trong chậu như thế này mọi người, em mới để tạm cho em buộc cho cái màng để cho nó đứng này, em quay mọi người xem thôi. Thì mình sẽ chọn mặt tiền như thế nào thì tùy theo mình đã làm rồi, mình cái ý tưởng của từng cá nhân thôi. Nhưng mà khi để vào thì bây giờ em sẽ chia sẻ tới cái công đoạn mà mình cố định rễ như thế nào luôn. Sau khi mình bố trí cái cây mọi người để cái góc độ nghiêng hoặc là cong hoặc là thẳng đứng gì tùy theo mọi người, nhưng mà khi mình sắp xếp cái đế vào trong cái chậu rồi thì mình phải theo cái chiều hướng thuận của nó, tức là mình làm sao cái cây mình làm sao để bố trí sau này cây nó thành phẩm nó cũng dẫn vậy luôn. Thì mọi người thấy đây đó, mình thấy này những con kẽm nó ló lên này. Rồi thì cái cọng rễ nằm đây thì em sẽ lòn cái cọng kẽm xuống như này, nó lòn xuống như này vậy mọi người đó, lòn xuống nó lòn xuống này, em ghi nó xuống này đó. Vừa cầm một máy vừa quay mọi người, tại vì quay amateur không có ai quay phụ mọi người đó. Rồi cái cọng kẽm này em sẽ ghi xuống này đó, em làm đó ghi xuống sơ cho mọi người xem đó. Đó rồi tới cọng này mọi người, cọng này thì cái rễ này đây đó, hai ra rễ này nằm đây đây, nằm rễ đây thì cũng lấy cái cọng kẽm này ngoặt vô đây đó, lòn ở dưới đó, lòn dưới cái rễ đó, lòn dưới là mình lấy cây tay mình rút lên nè mọi người đây. Mình thấy mọi người đó, đấy, rút lên gãy xuống kiểu này đó. Em làm em sơ đi chút xíu em gãy chặt lại. Rồi phía sau nó cũng có một số cọng rễ, nói chung là mình thiết kế như thế nào theo ý của mình đây. Mà sao đây có cọng rễ đây đó, ví dụ bốn cái cọng kẽm thì bốn cọng rễ, mình chọn vị trí như thế nào đó mình phân phân nó ra đó, là mình buộc chặt xuống đó, mình gãy xuống đó, mình gãy xuống vậy. Rồi ở chỗ này đây có hai cọng rễ đây mày, hai ba cọng này thì mình chọt cái cây lên đó, mình chọt cái cọng kẽm lên rồi mình gãy nó xuống thôi đó. Đó rồi ghi xuống đây mọi người đó, ghi xuống đó. Vậy là cơ bản làm kiểu này, nhưng mà em sẽ ghi chặt xuống chứ bây giờ em cầm cái tay em vừa chỉ mọi người với cái tay em cầm máy em quay thành ra em làm chặt xuống không được, nhưng mà cơ bản là vậy đó. Mình sẽ làm lại cách đó rồi mình ghi chặt chặt xuống ở dưới cái mặt đất này thì nó cố định rồi thì không bao giờ mà nó bung ra được, mọi người xách lên cũng được. Vậy em sẽ làm cố định lại để em quay lại mọi người xem mọi người đó, cơ bản là làm kiểu đó mọi người. Rồi bây giờ quay cận cảnh quay gần mọi người xem để mọi người có thể nói ông này ông chia sẻ mà ông cũng không thiệt tình, ông chỉ sơ sơ vậy. Rồi nhiều khi mấy người mà mới biết rồi sao làm đây, em quay cận cảnh mà xem, tại chứ mua cái máy để lên cái giá ở đây đó, em quay số 2 luôn cho mọi người xem đó. Cộng chỉ lên nãy nhưng mà nói hồi nãy nói chưa rõ, thì mình có thể giấu cọng kẽm như thế nào để mà cho người ta không nhìn thấy bốn cọng kẽm của mình. Đây có hai rễ, thay vì quạt quan dày là người ta mai mốt nó lòi lên người ta thấy cọng kẽm vậy. Bây giờ mọi người giấu ở dưới đây còn rễ đây mà, đây còn rễ nhỏ đây đó. Bây giờ mình sẽ quấn vô cái rễ dưới này chứ không phải cái rễ trên đó, quấn vô cái rễ dưới đó. Rồi nè em đè xuống mình xem đây, mình dùng lực mình kéo lên, kéo thịt kéo cho nó sát luôn, tại vì bên kia cố định rồi, kéo cho nó sát luôn đó. Kéo mạnh lên, kéo hết hết lực luôn, rồi đè nó xuống, kéo hết lực đè nó xuống này đó, nhấn sâu nó vào đất thì nó cứng ngắc rồi, nó đâu có mà bung lên nổi mọi người đó, nó cứng ngắc rồi nó đâu bung lên nổi được đó. Rồi bên cạnh này cũng vậy đây, nãy đó là người xem rồi đây, đó. Đây mình sẽ ghi cái đầu thằng này xuống, ghi xuống cho nó chìm dưới đất luôn, ghi mạnh nó xuống mọi người đây, ghi mạnh xuống này, đó. Rồi nhấn cái đầu nó có thể mình trả lên một lần nữa, có thể mình quay cọng kẽm lên lần nữa cho nó chắc mọi người, đó. Đây quay trở ngược lên, đó. Nó lòi lên cái nữa đây, đó lòi lên cái nữa, mọi người thấy không? Lòi lên cái nữa rồi, giờ lấy kìm, đó, nhỏ quá bây giờ lấy kìm kéo lên. Kìm cái một kéo sát rồi đẩy nó xuống lần nữa thì nó cứ ngắt ở trong mặt đất, thì có mắc cái gì đâu mà nó lòi lên được đó mọi người đó. Thì làm gì nào, bên đây cọng này cũng vậy, cọng này cũng kéo
nhấn xuống này, nhấn xuống, dùng lực nhấn xuống kéo lên. Tại vì bên cái đầu này nó lồi lên rồi, nó đã lên rồi thì nó cố định đây, mình giật thì nó xiết, nó vòng qua cái lỗ ở dưới hai cái vít cắt ở dưới cái đá chậu thì nó sẽ lực cái cây, nó có thể mình quạt hai lần, hai lần cộng rễ nó không chết đâu người, quạt hai lần cho nó lồi lên, đó lồi lên nó đây, nó quạt quạt xuống rồi nó rồi nhấc kỹ nó xuống này rồi. Thì tương tự như vậy, cái chỗ nào mình cũng làm vậy thì nói sao mà cái cây nó không nó bò trồi lên mặt đất được, xin lỗi, nó bung lên được, nó cứ ngắt ở dưới luôn này. Nó là bao chắc gạo luôn, nói như miền Nam dân miền Tây là chắc gạo không mà không bao giờ bung lên được người đó. Đó. Đây rút này, rút bên đây chịu không thấy chứ, đó như ba cái hồi nãy giờ là ba mé này mọi người thấy làm kỹ bên ngoài sao không thấy kỹ thế chứ, đây mé kỹ giờ quay kỹ mọi người xem này, quay gần mọi người xem đây đó, ok em kẽm này đó, nó gỉ xuống này đó, kẽm này nó cũng gỉ xuống này đó, nó gỉ xuống rồi bên cọng kẽm này nè, không có thấy kỹ đây, mọi người thấy cọng kẽm này đây nó siết vậy rồi, giờ mình phủ đất lên thì cái này nó hoàn toàn nằm dưới mặt đất rồi, ai biết mình làm cái cây đó ra sao, chỉ hôm nay em chia sẻ mọi người vậy thì có thể mọi người mới biết, giống như lâu lâu mà em giao lưu của em sách em nắm đầu nó em sách lên mọi người thấy ủa sao ông này ông trồng sao mà cứ ngắt cái đâu đó, thì nguyên nhân nó là vậy thôi mọi người. Rồi cố định rồi mọi người, thì giờ mình phải tủ thêm một lớp đất nữa lên đây để cho cây nó không bị lòi rễ đâu mọi người. Rồi đó, cứ còn nhiều đất tuôn vô đại cho nó đầy nhóc luôn cái chậu, thì sau này từ từ mình tưới nó lúng xuống là vừa nó lúng ngang mặt vừa em ấy về sáo vậy để cho nó dày lên, là em đổ đất vô nhiều tại vì cái lễ này nó hơi lòi mọi người, đó là cho nó vô số đất nữa đầy nhóc vậy rồi mình tưới chừng vài tháng bắt đầu nó lúng tới cái miệng chậu. Đây mọi người thấy đây cái mặt vây sáo của cái bầu này, cái vây sáo này nó cái chậu này thì nó khoảng 6, nhưng tự nhiên giờ nói tự quên, như đây là chắc cũng khoảng 80 mọi người, xin lỗi. À, một tấc là tấc thì khoảng 0,8 tấc đó, nó khoảng 8 cm, đúng rồi 8 cm, tự nhiên đây nó cũng lẻo lưỡi, nó 8 cm rồi cái này nó lên khoảng 8 cm, 16 cm, sau này cho nó lúng 50% xuống thì nó khoảng ngay mặt này nó hơi mô lên, tại vì em tính đắp rong em làm giống như cái đồi nó hơi cao hơi thấp đó, thì đó bây giờ mình ém xuống đó, em đắp xuống mọi người, em xuống là tưới, bắt đầu nó lúng xuống từ từ là ok đó. Xong chuyện rất là đơn giản luôn, chỉ đơn giản vậy, chứ nói thật là chưa chắc là một những cái người khác mà chơi người ta nói mình đâu mọi người, nhiều khi nó thật đó, hồi nãy em lập cái kênh là em cũng tức em mới gặp thôi, nó tính không lập kênh tại vì mình cũng cùi bắp cùi chuối, mình đâu có hay ho đâu mà mình gọi là mình chia sẻ, nhưng mà tức cái nhiều khi hỏi nói kiểu bâng quơ rồi nói không có thiệt tình, rồi tức mình cứ hỏi hoài không mà tách tánh hay từ ái, thành ra cái lý do em cũng thường chia sẻ với mọi người đó là em lập kênh thứ nhất để thỏa mãn đam mê, thứ hai em có em biết được cái gì chia sẻ lại cái kênh em, là em cũng đã nói trong phần giới thiệu là chia sẻ đam mê đối với một người mới chơi cây thôi, đối với người mới thôi, còn như mấy anh chị chú bác lão làng mình đâu dám nói, người ta cao thủ võ lâm thì mình mới có đẻ ra mình đâu dám nói gì mọi người đó, nhưng mà tức cái là mình lập kênh rồi chia sẻ thực tế với mọi người đó, cái em làm được như thế nào mình chia sẻ lại với mọi người như thế đó, nó là thật tự cái tình thật mà chia sẻ lại, mình nói thiệt cái lòng mình ra, những thất bại gì là đều nói ra hết, mắc cái gì đâu mà giữ trong lòng, chết không mang theo được gì đâu, và cái quỷ kiển thì anh em mà cứ mà vui vẻ hợp tác rồi chỉ nhau chơi sẽ đẹp hơn, giàu có gì ba cái biết đâu mà phải mà để lại mà chết không đem theo được gì đó. Xong coi như giờ cơ bản em đã cho cái những cái tấu này nó lắp vô gốc, coi chung phải để rễ lòi chút xíu để cho nó đẹp này. Đó, bây giờ để em tưới sơ qua xíu, em tưới sơ qua xíu rồi em nói tiếp. Rồi mới tưới nước xong cho thấm rồi, tưới ướt cái màng mà thấy đó, tưới ướt cái màng không dòi, tưới ướt cái màng này. Chỗ em quay cái chỗ em làm thì em bài bên bố trợ, người thấy lâu lâu dọn cũng mệt, bởi vì lâu lâu bà xã dọn phụ cầm ra ngoài ông làm ông bài tôi dọn muốn chết được, chứ mình làm không có thà rảnh mọi người, khi vừa làm xong bung đi làm chuyện khác thì lu bu quên dọn mọi người, có thể không rảnh để dọn. Rồi bây giờ em sẽ phủ một lớp đất có rồng để mà sau này cây nó không bị xói đất đó. Thì đất có rồng của em làm cũng cực kỳ đơn giản này, người lấy mớ đất sét chất mùn chất ẩm rồi người đi cạo rong rong sống này, rong này gọi là rong sống này, tức là rong tươi đó, rong tươi gọi là rong chết ở trên những cái trụ mà xi măng, mọi người trụ xi măng của em làm này đó, trụ xi măng em làm để kê kiển này đây, nó cái dấu cạo một thức thì rớt xuống đất, mọi người thấy đây, đó này cái rong chết này, này hôm nay không
tưới không có đúng nó nhiều cái nó chết, nó giờ gọi là rong chết, thành ra cái bào tử rong, có chỉ cái hột giống rong nằm đây. Rồi mình cạo một số rong tươi mà đây, đây là có rong tươi này, nó mới giống mới cạo đây, một số rong tươi này trộn thành cái hỗn hợp. Ví dụ mình nhắm một cây mình chừng một nắm tay cái gọi là cái giống như rong mà thôi, bắt đầu mình bẻ nhuyễn mình trộn, mình đổ vô cái thau đất rồi mình trộn lại mình sẽ có rồi trộn rồi. Thì trong đây là có một số hạt giống rong rồi đây, thì mình lắp vô thì từ từ nó sẽ lên rong, chứ không có chả có cái cách gì mà nó làm cho nó khó khăn đó. Đây là cái cách đơn giản nhất của em để tạo rong mà chắc gạo nó không có rớt ra nè. Nhiều khi mình mua rong về mình lắp vô thì nó cũng dính, nhưng phải là không dính, nhưng mà nếu nếu nhiều khi nó chết cái nó bung ra, còn rong của mình chết không bung ra, tại vì nó từ đất nó mọc lên rồi. Giờ mình phủ cái lớp mặt này lên cái mặt đất này là xong rồi, chừng 20 ngày sau là lên rong liền. Đây mọi người thấy đây, mình chứng luôn đó, mọi người thấy đây đó. Rong bắt đầu nó lên rồi, đây 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 đó, bắt đầu lên rồi. Đó, nó ló xanh xanh rồi, đây chỗ này nó ló xanh xanh rồi. Này hỏi em làm như vậy nè, đó ló xanh lên này. 20 ngày sau lên rong, thì 1 tháng 2 tháng là rong nó sẽ xanh xanh rêu lên cái mặt luôn, là ok là mình chơi được mọi người đó. Đơn giản vậy thôi mọi người, quá đơn giản luôn. Rồi đây mọi người, xong mình trộn cái hỗn hợp mà đất với cái bào tử rong đó, hỗn hợp rong mình để lên lớp mặt này, mình từ từ tưới nó dẻ, từ từ khoảng 20 ngày sau là bắt đầu rong bắt đầu nó mọc lên rồi. 2 tháng là nó sẽ xanh lên cái mặt này, rồi mình muốn tạo tiểu cảnh làm gì làm. Rồi cái cây này thì bữa nay em chia sẻ là chưa có sửa cây gì hết đó, mọi người thấy đây nó cái dáng này ok mọi người đó, mốt làm lũa lên là quá ok luôn rồi đó. Dáng siêu một cành rơi, nó nghiêng qua bên, tại mốt làm cho vài con vậy đứng đây đúng người đó, vài con vậy đứng nên giống như cái đồi có cây. Rồi xong sau này cây này khi mà nó ra nhánh này em sẽ uống, em chia sẻ một clip nữa, dòng clip làm lũa của cây này đó, làm lũa cái này vậy, lũa cái này lũa giờ để vậy đi cho nó ra lá rồi mới mốt tính tiếp. Mỗi cái công đoạn khác nhau, bữa nay chia sẻ cái cách là làm chậu nó không, xin lỗi, vô chậu mà cố định một cây nó không bị rung lắc thôi. Rồi bây giờ em sẽ chứng minh cái cách đó là ok và làm sách lên cho mọi người xem đây. Rồi bây giờ test thử cái sản phẩm của mình để mà có thể là minh chứng mọi người là bây giờ là bao rớt luôn mọi người. Cái chậu này mọi người thấy cỡ này nè, cỡ này vậy là cái chậu mọi người thấy nó lên V6 thôi, chậu cái to chứ đâu nhỏ đâu. Một người là bê nặng mà bây giờ nếu ở trong đó khoảng ít nhất là 7-8 kg là đất với bụi dừa này kia cây nọ các cái, nói chung tổng khối lượng này ít nhất là 7-8 kg. Thì lúc đó em ship cây em cũng nhớ em quen này, bây giờ mình bê lên cũng thấy nặng rồi, nhưng xách lên xách hai tay thì xách tay cũng không nổi nè, nó xách cây nhỏ cái lớn xách lên rồi xem đây, xách lên xách không muốn nổi nè, xách lên đây, xách lên đó, xách lên đây đó, mọi người thấy không, xách lên bao luôn nè, bao lấy xé lắc qua lắc lại đây đó, nó có rớt đâu, trừ khi nào mà nó gọi là nó đứt mấy cọng kẽm mới rớt thôi, bao xách kiểu đó luôn mọi người thấy. Thì cái này nếu đưa vô cái thùng xốp cây này không đủ mà đóng cái dàn sắt đưa thì mọi người thấy cái độ rung lắc đâu có. Thì cái này là cái ưu điểm khi chúng ta mà có giao lưu cây đi xa cỡ nào cỡ cây vẫn không bị hư mà. Mình giữ ẩm, em giao lưu lúc đó đi tới Hà Nội luôn, nói chung là mọi miền đất nước là đều đã giao lưu tới hết, cả Hà Nội hiện từng tới thì cây vẫn không héo này. Những vị mà khách hàng mua đó là cây vẫn không héo, nó là bác ủ ẩm quá kỹ là quá tốt luôn. Tức là em tưới ẩm vậy mình tốn tiền chút xíu, bớt tiền chút xíu khoảng 100.000 để mà cái cây tới nó ngon lành thì mình cũng có khách hàng rồi. Rồi em giữ em tưới xong vậy rồi em mới vô thùng rồi em đậy kín, rồi em nhúng một cái khăn ướt em để lên nữa. Rồi cái cây này coi như là em cố định chắc trong chậu, rồi em vô thùng xốp hoặc là cái thùng cái sườn cây đóng nữa thì bằng gỗ đi nữa thì nó đâu có rung lắc đâu mà nó chết rồi. Nó thì đó cũng một cái cách ưu điểm để mà mình vận chuyển cây đi xa mà nó không bị rung lắc đó. Thì bữa nay cái video đến đây kết thúc, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Cũng nhân dịp cuối tuần thì một lần nữa xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe, may mắn, vạn sự hanh thông. Kính chào và hẹn gặp lại video sau ạ.